Kính chào quý ông bà và anh chị em và những người bạn của tôi. Sáng nay tôi có cơ hội để đi làm phép xác cho một người chị em còn trẻ nhưng phải ra đi, bỏ lại người chồng và hai người con. Khi nhìn xuống thì tôi thấy người chồng và hai người con rất là đau buồn. Đau buồn có lẽ một phần vì phải xa người vợ, người mẹ của mình. Nhưng đau buồn hơn là ngay trong thời điểm này, chúng ta không có thánh lễ an táng. Và trong nhà quan thì cũng chỉ có trên dưới 10 người mà thôi, vì họ không cho nhiều người tới. Sự tiễn đưa đi trong một cách âm thầm đó làm tôi rất xúc động. Khi ra về, tâm hồn tôi cảm thấy buồn, muốn chia sẻ một điều gì đó với gia đình. Chỉ biết dâng lời cầu nguyện cho họ trong những giây phút này. Tôi cũng nghĩ tới thân phận của con người. Trong đau khổ chúng ta sẽ làm gì? Và rồi, trong lời nguyện, tôi lại nhớ đến mẹ Maria. Và bài trên con đường về quê của Nguyễn Khắc Xuyên đã cho tôi cái nghị lực để cảm thấy một sự an ủi gì đó trong tâm hồn. Bạn thân mến, trong những giây phút đau khổ của đời sống của chúng ta, như một số anh chị em mất công ăn việc làm, một số anh chị em phải bị bệnh tật, không những coronavirus, nhưng cũng có thể bị ung thư, hoặc bệnh này bệnh kia, đau khổ trong đời sống, ly dị, mất con, vân vân và vân vân. Trong những giây phút này, hãy tìm đến Thiên Chúa, hãy đến với mẹ để mẹ ủi an chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Ngài không cho chúng ta sự đau khổ nhiều hơn chúng ta có thể gánh chịu. Nhưng khi mà chúng ta, ngay cả khi chúng ta phải chết vì tình yêu, thì Thiên Chúa vẫn hứa cho chúng ta rằng sẽ có một nơi quê trời, nơi đó chúng ta được hưởng thánh nhan Chúa và được cuộc sống an nhàn. Như các thánh tử đạo, các ngài tin điều đó nên các ngài đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để làm chứng cho tình yêu. Chỉ có những người tin vào Thiên Chúa, chúng ta mới cảm nghiệm được cái sức mạnh của niềm tin, giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn, tìm được sự bình an và niềm vui trong nơi chúng ta đang sống, thay vì chúng ta than trách. Bạn thân mến, nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó. Nhưng một điều gì đó, tôi hy vọng rằng niềm tin của chúng ta sẽ tiếp tục cho chúng ta vượt qua được thời gian này. Sống vui, sống yêu thương, sống tha thứ. Hy vọng bài Trên con đường về quê tôi xin tặng ông bà và anh chị em là một niềm an ủi. Và trong những giây phút lâm chung trong cuộc sống, tìm đến mẹ qua lời cầu chúc của mẹ, chúng ta sẽ tìm được sự bình an và niềm hạnh phúc. Thank you.
chàng chiếu bóng đèn, bên tai còn đau thiêng tiếng mẹ khuya sớm, chúng con lo gì sầu thương vẫn vương. Mẹ ơi dẫu xa muôn trùng, mẹ thương đến hồn rất đáng thương, con đây là Gia Mâu, con mẹ yêu dấu, vững tin ở mẹ thương mến con cùng. Trên con đường về quê mà vắng bóng mẹ, con biết cậy vào ai, biết thương nhờ ai. Trên con đường về quê mà vắng bóng mẹ, con biết cậy vào ai, biết thương nhờ ai, biết thương nhờ ai. Xin Chúa chúc lành trong bà và anh chị em, nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen.